Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã đi qua nửa đầu tháng 10 âm lịch. Từ đầu tháng đến giờ, những con giáp này đã bị cuộc đời vùi dập, vận đen đeo bám, khổ tận cam lai, ra đường mất tiền, tình yêu đổ vỡ, người thân hiểu lầm, bạn bè xa lánh. Thế nhưng bước sang ngày 22 tháng 10 âm lịch, cuộc sống của những con giáp này sẽ bước sang một trang mới. Vận xui qua đi, vận may kéo tới, làm gì cũng thuận lợi và thành công. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Một, tuổi Tý. Nhờ có tam hợp che chở mà con giáp tuổi Tý đã ý thức hơn trong việc vun vén hạnh phúc gia đình. Dường như bạn đã tỉnh ngộ, nhận ra gia đình là nơi chốn bình yên chứ không phải hờn dỗi, giận hờn hay yêu sách với ai đó. Chính tài đem đến cho tuổi Tý vận trình khởi sắc, may mắn bất chấp người khác nguyền rủa là xui xẻo. Tý có nhiều điểm sáng trong ngày mới, chỉ cần biết khiêm tốn, hạ cái tôi xuống thì khổ ải nào cũng qua đi, công việc thăng tiến băng băng, người khác theo không kịp. Người tuổi Tý có vẻ ngoài hiền lành, ít nói, nhưng tương đối mạnh mẽ, không thừa thắng bại, không ngại khó, càng khổ càng có ý chí tiến thủ, đồng thời cũng biết sử dụng lợi thế của bản thân để góp phần phát triển sự nghiệp ngày mới. Bản mệnh hoàn toàn có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để làm việc chăm chỉ, đạt được kết quả lý tưởng, cuộc sống ngày càng trở nên phong phú và bớt vất vả hơn. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 10 âm lịch, phải nói là bạn được thần tài cho phúc lộc đầy nhà, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, con cháu thi cử được bề trên phù hộ. Bên cạnh đó, bạn cũng rất thông minh, biết nắm chắc cơ hội trong tay, dốc toàn lực để thể hiện tài năng của mình, đạt được sự tiến bộ về mọi mặt, giành được sự đánh giá cao của lãnh đạo, nên không ai dám ăn hiếp được bạn trong tháng này. Việc mình thì mình làm, đừng có sợ ai cả. Ngũ hành tương sinh thúc đẩy cho tình hình tài chính của bản mệnh được cải thiện rõ rệt trong thời gian ngắn. Hãy gắng sức thêm một chút vì bạn sắp thành công rồi. Nhưng nhớ đừng tiết lộ ai kế hoạch của mình vì họ có thể sẽ tìm cách ngăn trở bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Thìn. Tam hợp ghé thăm cho thấy nhiều con giáp tuổi Thìn đang được tận hưởng thời gian hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm chân thành của đối phương. Hãy trân trọng những điều tốt đẹp mà họ đang mang tới cho bạn, chớ đêm đó là chuyện đương nhiên. Người tuổi Thìn rất hào phóng và vô cùng chỉn chu trong cuộc sống. Họ chú trọng đến tình bạn, không tính toán chi li, keo kiệt khi ngoại giao, đồng thời rất chu đáo, độc lập, tham vọng và có thể làm được mọi việc. Thìn luôn kiên trì thực hiện đến cùng, ngay cả trong những tình huống khó khăn, có thể duy trì sự kiên nhẫn và làm việc chăm chỉ và sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 10 âm lịch, vượng khí mở ra, người tuổi Thìn sẽ được chọn vào tuổi có tài lộc lên cao, sự nghiệp hanh thông, hãy nắm bắt cơ hội để làm việc chăm chỉ, phát huy hết khả năng của mình. Kim thổ tương sinh mang lại những chỉ dẫn phù hợp cho hoàn cảnh của bạn. Nếu cảm thấy lạc lối với những mục tiêu trước mắt, bạn nên thử khám phá những hướng đi mới cho con đường của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ nhờ có lục hợp mà giảm nhẹ được những rắc rối, tránh được một số rủi ro không đáng có. Có người được người thân trong gia đình hỗ trợ, giúp đỡ nên giải quyết những khúc mắc còn tồn đọng trước đây. Có bạn biết mình là con giáp thông minh khôn khéo số 1, mẹ chồng khó tính đến mấy cũng phải nể. Rất nhiều người tuổi Tỵ trong ngày 22 tháng 10 có thể đạt được những mục tiêu sự nghiệp mà mình đã theo đuổi từ lâu. Nhờ có quý nhân cát tinh chủ sinh trưởng, thăng quan tiến chức ghé thăm tuổi Tỵ trong ngày này sẽ mang đến không ít thuận lợi. Những bạn đang có ý định nhảy việc, xin việc, đòi quyền lợi hoặc thăng chức, đòi nợ cũ nên tiến hành trong ngày này vì khả năng cao sẽ là ngày thành công ngoài mong đợi. Người tuổi Tỵ sẽ có công việc ổn định, lo được cho bản thân mà không dựa dẫm vào bất cứ ai. Những ai đang vướng vào nợ nần hay phải phụ thuộc thì ngày 22 tháng 10 âm lịch sẽ dứt ra được, không phải đau đầu, tối về bắt tay lên trán suy nghĩ nữa. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 10, tài vận của người tuổi Tỵ sẽ có một bước tiến dài, tốc độ kiếm tiền sẽ đẩy nhanh, sự nghiệp thường xuyên gặp trục trặc nhưng vẫn vượt qua, có chuyện vui xảy ra, đồng thời được quý nhân phù trợ, tiến độ công việc hoàn thành rất nhanh, cuộc sống vui vẻ, làm tâm trạng hưng phấn.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc. Chúc mời quý nhân giúp đỡ hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Ngọ. May mắn ghé thăm con giáp tuổi Ngọ khi có thiên tài mang lại chìa khóa, giúp bạn mở ra cánh cửa, tháo gỡ nhiều vấn đề khó khăn liên quan tới chuyện tiền nong. Những lo lắng của bạn trước đây đã được trút bỏ khi bạn tìm được cách xử lý phù hợp. Ngày 22 tháng 10 sắp tới, người tuổi Ngọ sẽ lên dốc, tuy mệt một chút nhưng bù lại, tài lộc đỏ rực, sự nghiệp hanh thông, ước mơ kiếm tiền sẽ thành hiện thực, dù bận rộn nhưng vẫn cứ gặt hái kết quả tốt. Người tuổi Ngọ thường gây ấn tượng là người lạc quan, có khiếu hài hước, luôn để lại mặt tốt với vẻ ngoài hiền lành và lời nói tốt bụng. Họ chưa bao giờ keo kiệt với những người hoa mỹ của mình, thích khen ngợi người khác, mang lại nguồn động viên tinh thần cho người khác, nên người ta cũng sẵn sàng chia sẻ thoải mái với tuổi Ngọ. Ngọ đi làm xa vạn dặm bình an, con cháu ăn nên làm ra, thi cử đỗ đạt, hiển hách hơn người, sức khỏe được cải thiện. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Mùi. Người tuổi Mùi hôm nay có chính quan che chở, mang lại cho bạn những cơ hội tốt đẹp hơn, một ngày cho thấy sức mạnh của hành động thay vì dành quá nhiều thời gian suy nghĩ. Họ luôn biết cách vận dụng những ưu điểm của bản thân để vượt qua số phận, bứt phá giành lấy thắng lợi. Nhờ vậy mà đến một giai đoạn nhất định, những người tuổi Mùi chắc chắn sẽ có thể gặt hái thành công như bản thân mong muốn. Trong các mối quan hệ, con giáp này cũng luôn biết đối nhân xử thế, khéo léo, phân biệt rõ đúng sai, trung thực với bạn bè, đặc biệt rất trung thành, phúc hậu. Trong công việc hàng ngày, họ sẵn sàng để bản thân đương đầu với khó khăn, cũng không muốn làm ảnh hưởng tới người khác. Chính sự chịu thương, chịu khó, không chịu đầu hàng số phận, lại thêm bản tính thiện lương đó của tuổi Mùi đã giúp họ tích lũy được phúc báo cho bản thân, cuộc sống được thần Phật che chở, về sau được hưởng trọn niềm vui phú quý. Và không cần phải chờ đợi quá lâu, ngay trong ngày 22 tháng 10 âm lịch này, người tuổi Mùi có thể tha hồ tận hưởng phúc báo đến với mình thông qua việc vận khí có nhiều điều tốt lành, thuận buồm xuôi gió. Kim thổ tương sinh khuyến khích con giáp tuổi Mùi độc thân thổ lộ tình cảm với người mà bạn thầm thương trộm nhớ. Trong khi đó, người đã có đôi nên đi làm về sớm để dành nhiều thời gian hơn cho một nửa của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Thiên ấn mang lại góc nhìn sáng suốt cho người tuổi Thân đang làm các lĩnh vực chuyên môn như luật sư, bác sĩ, kỹ sư. Thế nhưng nên nhớ không phải ai cũng đồng ý với bạn, hay vì thế hãy kiên nhẫn giải thích. Xin chúc mừng tuổi Thân khi bạn là một trong những con giáp được thần Phật che chở trong ngày 22 tháng 10 âm lịch. Chẳng cần phải nói quá nhiều, người tuổi Thân vốn luôn gây được thiện cảm với mọi người bởi cách cư xử hào hiệp của mình. Bạn sống biết trước biết sau, luôn tôn trọng người khác vì biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, sẽ luôn có người tài giỏi hơn mình. Con giáp này cũng rất giàu tham vọng, không thích an phận, thủ thường. Có lẽ vì thế mà đa phần người sinh ra vào năm Thân đều có một mục tiêu chung là phấn đấu để cuộc đời không cần lo lắng về cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, phương tiện đi lại. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất ngày 22 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.